chào quý khán giả và bà con ngư dân. Trong 2 đến 3 ngày tới, cường độ gió đông nam đến nam tại vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa tiếp tục hoạt động yếu, chỉ từ cấp 3 đến cấp 4, tình trạng biển bình thường, cùng mưa dông chủ yếu xuất hiện ở một vài nơi nên tàu thuyền có thể lưu thông bình thường. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, trong những ngày tới gió thịnh hành hướng nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng có lúc cao trên 2 mét. Thời tiết sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, trong đêm nay và ngày mai trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ, gió đông nam đến nam chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, nên tình trạng biển bình thường, độ cao sóng ở dưới 1,75m. Mưa rào chỉ xuất hiện vài nơi về đêm và sáng, ban ngày phổ biến không mưa, có nắng và tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ đến Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, trong đêm nay và ngày mai, tại đây tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết biển tốt. Gió Nam đến Tây Nam cường độ yếu nên tình trạng biển bình thường. Thời tiết hứa hẹn sẽ khá thuận lợi cho việc ra khơi, cũng như lưu thông hàng hải khi mưa ít và tầm nhìn xa luôn thông thoáng trên 10 km. Xuống đến tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai gió Tây Nam khoảng cấp 4 đến cấp 5, sóng cao từ 1,5 cho tới 2 mét. Thời tiết nhiều mây, có mưa dông nhiều nơi kèm theo gió giật mạnh. Các chuyến tàu ra Côn Đảo trong những ngày tới cũng cần lưu ý với khả năng xuất hiện mưa rào và dông, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa kèm lốc sét và gió giật mạnh. Trong đêm nay và ngày mai, tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc được dự báo gió Tây Nam khoảng cấp 3 đến cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, thời tiết trong những ngày tới sẽ nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện cả ngày và đêm, nên các chuyến tàu ra đảo Phú Quốc và các hoạt động hàng hải trên tuyến hải trình này cần lưu ý để đảm bảo an toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!